Cây atiso là dược liệu được xem là đặc sản của Đà Lạt. Atiso được sử dụng toàn bộ thân, lá, rễ qua để làm dược liệu, thực phẩm chức năng và chế biến các món ăn đặc trưng của Đà Lạt. Và hôm qua, hội đầu bếp chuyên nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội thi công diễn xác lập kỷ lục 100 món ngon từ cây atiso Đà Lạt. 100 món ngon được chế biến từ nguyên liệu chính là cây atiso Đà Lạt lần đầu được công chúng biết đến như atiso hầm gà tần, cánh gà nhồi atiso, salad atiso, atiso tiềm các món súp atiso, pate atiso, cá hồi sốt atiso hạt thông. Theo ban tổ chức, ngày hội đã góp phần đưa nhiều sản phẩm nông nghiệp Đà Lạt như các loại rau, dược liệu atiso quý hiếm trở thành món ăn ngon, đẹp đến bàn ăn, nâng tầm định vị thương hiệu ẩm thực về rau, hoa, củ quả, cây dược liệu Đà Lạt đối với du khách trong và ngoài nước. Được biết vào tháng 5 năm 2023, đặc sản thiên nhiên atiso Đà Lạt đã được tổ chức kỷ lục Việt Nam đề cử thành công xác lập kỷ lục châu Á cho ẩm thực đặc sản của Việt Nam.